Gosei xin chào tất cả các nhà bán hàng thân thương. Vậy là đã bước sang năm 2020. Gosei hy vọng rằng chúng tôi có thể đồng hành cùng bạn trong năm nay để biến 2020 trở thành một năm đáng nhớ đối với tất cả các bạn. Đầu tiên chúng ta hãy cùng xem cập nhật tính năng tháng 1 có những tính năng nào mở hàng cho năm 2020 nha. GoChat. Với tính năng mới cập nhật, bạn có thể tương tác trực tiếp với khách hàng trên fanpage, website hoặc app trên cùng giao diện của Gosei. GoChat giúp bạn quản lý thông tin khách hàng thuận tiện nhất. Kết nối dữ liệu. GoChat hỗ trợ kết nối thông tin người dùng trên Facebook với dữ liệu khách hàng trên hệ thống. Điều này sẽ giúp bạn nắm được lịch sử mua hàng, chủ động chăm sóc khách hàng tốt hơn hoặc tạo ra các chương trình khuyến mãi phù hợp. Lưu trữ thông tin khách hàng. Bạn dễ dàng thu thập và lưu trữ thông tin khách hàng trong quá trình tương tác nhằm tận dụng tối đa dữ liệu khách hàng cho các chương trình marketing về sau. Tiếp theo chúng ta có tính năng nhập dữ liệu. Với tính năng mới này, bạn có thể liên tục cập nhật dữ liệu bán hàng trên các kênh khác nhau và quản lý trên một giao diện của GoSell. Từ đây bạn có thể triển khai các chương trình marketing đến toàn bộ tập khách hàng một cách nhanh chóng. Xuất dữ liệu. Tùy vào nhu cầu để báo cáo hoặc nghiên cứu cho các hoạt động marketing, bạn có thể dễ dàng xuất dữ liệu khách hàng hoặc đơn hàng để phục vụ mục đích của bạn. Một tính năng vô cùng thú vị mà GoSell vừa thêm vào đó chính là tính năng đánh giá sản phẩm. GoSell cho phép người dùng đánh giá các sản phẩm mà họ đã mua, giúp tạo nên hệ thống đánh giá review sản phẩm, tăng mức độ uy tín cho cửa hàng và sản phẩm của bạn. Bạn có thể kiểm tra được các đánh giá mới nhất thông qua trang quản trị của GoSell. GoSell còn hỗ trợ bạn gắn mã Google Analytics. Với công cụ này, bạn chủ động theo dõi tình trạng website, app thông qua các số liệu như lượng truy cập, sản phẩm được quan tâm nhiều nhất, thời điểm mua hàng, vị trí địa lý. Dựa vào đó, bạn có thể đưa ra đánh giá chính xác và trực quan nhất nhằm có những giải pháp nhanh chóng và phù hợp với tình hình kinh doanh. Facebook Pixel. Bằng cách trình mã Facebook Pixel, bạn có thể chủ động tiếp cận khách hàng bằng việc chạy quảng cáo trên Facebook. Với thao tác đơn giản, bạn có thể tạo ra các quảng cáo bám đuôi khi khách hàng vô tình click xem sản phẩm ở website của bạn. Nhưng mà quảng cáo này sẽ bám đuôi khách hàng của bạn từ 30 tới 90 ngày. Trên đây là tổng hợp những tính năng mới trong tháng 1. Giờ thì hãy nhanh tay truy cập trang quản trị của GoSell để dùng thử tính năng mới nhé.